của thành công. Phải thực hiện sau từng phần thi 78 kg. Thành công của Lovely thì chắc chắn là Luluk Dana sẽ gặp một chút vấn đề về mặt tâm lý. Có vẻ như mọi thứ đang vô cùng thuận lợi. Và cô đã chinh phục được mức tạ 78 kg. Xin chúc mừng Luluk Dana đến từ Indonesia. Sẽ khởi đầu nội dung cử đẩy với mức tạ là 85 kg. Cử tạ Indonesia luôn luôn có huy chương Olympic, có thể không phải là vàng nhưng mà bạc đồng. Wijayana đã thành công. Một tiếng hét cực to vang động cả nhà thi đấu. Cô gái 19 tuổi đến từ Indonesia. Chị đã nâng đẩy lên rồi. Wijayana đã thành công ở lần đẩy thứ hai. Wijayana đang có 173 kg mức tổng cử và thua Lovely Vidan Inan 1 kg, trong khi đây là lần cử đẩy cuối của mình, của Wijayana, còn Lovely Vidan Inan mới trải qua lần cử đẩy đầu tiên. Rất khó cho Wijayana. Nếu thành công thì chị cũng chỉ có 175 kg tổng cử. Không thành công.